Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh Hàn VIP. Bên em chuyên bán hàng ổ điện Nhật, điểm 100V nhé. Các đồ gia dụng điện máy, nồi cơm, này, bếp từ, nồi áp suất, rồi quạt điện, máy rửa chén bát, rồi thì máy lọc nước ion kiềm hay là mà gọi là máy lọc nước điện giải nhé. Hay gọi là máy lọc nước điện căng gan. Hôm nay giới thiệu với anh chị đến cả nhà một chiếc nồi cơm cao tần IH, hàng nội dung tích là 0.63 lít điểm 100V. Của hãng Toshiba, con này nấu cơm cháy cực kỳ ngon. Con này đặc biệt là nấu cơm cháy rất ngon nhé. Em đã test nhiều video cho anh chị xem rồi. Và hình thức bên ngoài anh chị nhìn thấy này, nó phải đẹp đến 95% nhé. Con này hàng xài lướt. Con này có chức năng nấu cơm cháy nhé. Này, chức năng nấu cơm cháy này là chữ này. Đó, chữ này chữ nấu cơm cháy nhé. Này, mình xem bên trong luôn. Doang là chắc phải đẹp đến 98% luôn chị ạ. Đẹp gần như mới luôn. Phần lòng nồi như này. Lòng nồi không chê đâu được nhé, lòng nồi xoắn nhuyễn luôn, nồi nhỏ nhưng lòng nồi xoắn nhuyễn nhé, đẹp long lanh. Hơi xước xước nhẹ ở đây tí này, ở dưới hông xước xước nhẹ nhé, xước rất nhẹ thôi, cực kỳ nhỏ, quá đẹp luôn nhé, con này phải nói cực đẹp. Lên trắng này là bụi nhé, mới keng luôn. Để xem bên trong nó này. Con này siêu đẹp. Con này năm sản xuất là lắp năm sản xuất năm 2016 nhá. Đây. Rất mới luôn. 2016 này. Đó. Rồi con chị này, con này anh chị nào mua em bán anh chị giá là 2.200.000 đồng nhá, bao ship toàn quốc. Cam kết với chị con này nấu cơm cực ngon, ngon hơn cả mấy con nồi áp suất luôn. Ở đây nó hơi bị rỉa một xíu như này, nhưng mà cực kỳ nhỏ nhé, không ảnh hưởng đến cái việc nồi nhé này. Tí à. Đó. Rất nhỏ luôn. Cái này bị xíu này giảm chỉ còn 2.1 triệu nhé, bao ship toàn quốc nếu chuyển khoản 100% nhé. Rồi, xin cảm ơn chị đã theo dõi video, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại chị video sau. Anh chị đã quan tâm liên hệ với số điện thoại 0938174008. 0367490000. Anh chị nào thấy video hay bổ ích anh chị hãy like và chia sẻ video để ủng hộ kênh giúp em. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được những thông báo về những video mới nhất. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt.